Rồi bây giờ là 2 giờ rưỡi rồi quý vị. Đó, bây giờ được làm cái giấy ra khỏi viện rồi, thì cũng anh em cũng hỗ trợ đi xe lớn để mà rước cho gia đình của Thấm đi về nhà. Thì mới trình thủ tục giấy ra viện xong rồi bây giờ xe đến rước rồi đi về thôi quý cô chú anh chị ha. Đi xe mấy chỗ? 7 chỗ hả? 5 cho nó ngồi đây nè. Có giấy đấy chưa? Chưa. Chưa đấy, có giấy thì cho nó ngồi xuống, nó cho nó khỏe đi. Con đợi nó ra. Ừ, cho nó nằm đó đi. Lao nghiệp nãy giờ lăn xăng mệt. Mừng ha. Mừng. Sáng mừng cấp này mà lăn xăng cái mà. Có gì? Cứ từ từ mình phía sau cũng về. Sáng mừng vô sao. Bây giờ lăn xăng xăng thay đồ mà. Về vô nước biển thôi. Chứ nghe tin gì mình. Mừng. Nhà mình nghe không? Nhà mình. Bạn gì cái ấy tập về mà chạy ra mà ăn gì vậy? Mình lên chưa? Này cầm nè bà Năm luôn. Bây giờ rồi, sức khỏe nha. Dạ. 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 Sống ai mắt trời trời. Nhiệm nắp ca nhiệm tốt. Rồi Thấm xuất viện nha quý bà con. Mới nói lại nha. Đúng rồi. Rồi xe tới nè. Trời ơi, sao nằm. Có nghĩa là điện thoại đi ra ngoài kia rồi mới lấy lại cái giấy. À. Cái này của mình đúng không ạ? Này chắc để trong cốp xe sao á. Rồi cái đây mở cái cốp sao nhỉ? Trời, nặng quá. Dạ. Còn còn cái đồ ở trên kìa bà Năm, cái bầu cái. Này phải không? Cỡ này luôn không? Nãy giờ. Ủa. Anh cho nó uống nước. Chưa rồi chưa? Nó đâu mẹ? Con nha. Con dữ vậy kìa. Con nãy giờ cơm lắm mà. Con rồi. Không ăn uống gì người được chứ. Không ăn luôn hả? Sáng giờ không ăn luôn. Rồi. Không biết ông Dũng nhớ gái lớn hay gái nhỏ đó mà đứng chào đợi mà nắng luôn, phơi nắng đợi con gái luôn chứ. Rồi. Thấm tới quý vị, anh Dũng ảnh nôn nao anh chạy quá trời luôn kìa. Xuống ập đó, đó, thấy là bợ liền. Rồi thúc xuống, giục thúc xuống. Rồi thúc. Nhìn nổi không? Nó mệt. Làm gì anh ảnh đi. Làm gì tới bệnh mà nói không vậy? Từ từ thôi, dám từ từ thôi. Ngồi Thấm nhớ cha lắm đó quý vị. Đi
từ từ thôi. Từ từ anh Dũng ơi. Lộ, để nắp cái xe này đi, xin qua lộ cái rồi. Từ từ ấm anh nói không? Nói kia này không? Nè. Qua anh Dũng. Ấm nổi không ấm kinh giùm cho. Dũng về rồi. Từ từ lên thôi, không gấp. Sao nãy xe không chạy đây luôn cho gần ta? Đậu đấu được đâu. Xuống xe. Qua nó là được rồi. Từ từ. Đi 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 chứ. Kiếm gì làm mặt thơm hay mồ hôi quá trời đó. Lấy găng vào mang nha. Kéo áo xuống ngoài bụng. Kéo áo xuống ngoài. Ngoài kéo áo xuống. Khỏe chưa? Nó bạc nha đi. Về tới nhà vui không? Nhà vui không? Nó hết lỗi rồi. Đáng lẽ là đậu xe bên đây nhưng mà chỗ này chỗ đầu cầu đâu có đậu được. Phải qua bên kia đậu mới được. À. Để mình muốn thả không lên luôn rồi. Mệt không Dũng? Mệt chứ. Đuối. Anh Dũng kìa, lo chứ ha. Mồ hôi bồ kê anh Dũng quá trời luôn rồi nè quý vị. Lao cho thấm không chị? Đó, okay. Đó. Đưa cái khăn này kìa. Lao cho thấm đi. Cho anh Dũng tăng cường hai quạt luôn. Ồ, hai quạt luôn hả? Quạt không có nó nè. Để trên lên cho mát mát cái nè, cái quạt điện nè, để trên nè. Cái quạt kia để dưới đi. Lo cái kéo nhỏ ra coi. Dũng đang lo thấm rồi. Cái kéo nhỏ ra đi. Dạ. Ờ, hết kìa. Xỉu luôn rồi. Còn không? Còn ba mấy người nữa. Qua đã chưa? Đã chưa? Cho bạn đó. Mấy cái đầu đi mấy. Mày đó đi, để mẹ mày đó đi. Mấy cái đầu. Mấy cái đầu đi. Nhỏ quà hả? Không mở đâu. Để trên này. Mở. 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 Em nó khỏe rồi, phải chuyển cho gì nha. Khỏe hả? À. Về hồi nào chứ quệ? Về sáng mai, giờ mấy anh? Bữa nay luôn ha. Ừ. Nhưng mà làm giấy tờ lâu hả vậy? Giấy tờ làm lâu rồi. Rồi cho em hỏi rồi tiền viện phí sao rồi? À, 15 triệu nó trả lại em là 1 triệu 3. Mấy trăm triệu luôn hả? Tổng viện phí kìa. 3 triệu, 5 triệu. Nhiều? 5 triệu mà em trả lại em 1 triệu 3, ghé anh 5 ngàn. Rồi, để chậm chậm thôi là, tức là chị Huệ nói là đóng 5 triệu, rồi trả lại 1 triệu 3, 50 ngàn hả? Dạ. Là tức là... Là người ta sẽ chi tiền bảo hiểm ngay hay gì chị Huệ? Chắc có chi ha. Chi ra nè, ra nhà phòng rồi nè nhá. Phòng rồi kia đó. Dạ, trừ chi phí hết là tính ra cũng không có nhiều ha. Dạ. Tôi không nhận là chỉ có tốn tiền ăn thôi hả? Không có tiền ăn luôn. Không tốn tiền ăn luôn. Nay sáu ngày ở trên nhà mà học cơm luôn. Tại uống nước không luôn. Trời ơi. Có nhìn nó ngoài nè, ở trên đây. Thiệt không bà? Ở trên nhà đó, anh lên nước ngoài nè. Anh lên nước ngoài nè. Ở trên nè. Sáu ngày không có học cơm đâu luôn hả? Ở trên đây. Không đúng không? Không có ngã luôn nữa. À, chị Huệ nói là chị, tức là chị Huệ hỏng nhà không gài không ăn cơm. Nói nhanh nè, nói ngoài nè. Cái điện thoại có đó không? Có. Anh thấy vậy á. Rồi bà ngoại có ăn không? Bà ngoại không, ba không ăn luôn nữa. Bà ngoại không ăn, chị Huệ không ăn luôn.
rồi bà bố. Bốn miếng nó ăn mà không hỏi lại hả? Ủa có ăn ha, vậy là chị Huệ với bà ngoại là không có tiếng tốn tiền cơm ha. Không, dạ, dạ. Được mấy rồi mà đi đôi bà bầu đẻ như chị sướng quá rồi, không tốn tiền ăn. Là... ăn nữa đi nhà. Ăn nữa. Thôi Vinh ơi, anh nói luôn rồi nè. Không ăn miếng ngon chứ, nào nước không luôn. Thì không đói bụng luôn hả? Nói mình đang ngán gì không? Không ăn. Ngán nha. Có tiền trên người không mà không ăn? Có tiền mà không ăn. Vậy hả? Lo cho Thắm á. Lo quá mà. Không nổi á. À vậy ha. Mày mày không ăn. Dạ. Không dạy gì không ăn. Đồ đạc mấy giờ không ăn. Về ha. Ôi nè. Có hả? Bác sĩ cho nè. Bác sĩ về, bác sĩ có dặn kiêng cử gì không? À, thịt nấu cháo rồi mua cháo dinh dưỡng cho nó ăn rồi này kia. Nấu cháo rồi mua cháo dinh dưỡng ha. Dạ. Rồi có đưa đem cái gì vệ sinh cho Thắm không? Có cả. Đã qua lại đã ấy rồi đã lớp. À. Rồi có không có cử đồ phong hay gì? Không có xem mì ra. Có gọi bác sĩ cử gì không? À. Rửa hết trơn luôn á. Rửa trơn luôn á. Tính hay ăn cá nữa. Cá rồi. Cá rồi ăn được cá rồi ăn. Mà bầm nhuyễn nữa. Ừ. Ăn cháo được hả chị Huệ chứ chưa ăn cứng được ha. Đúng. Được. Rồi có dặn gì nữa không? Không. Rồi nãy chị Huệ đi xe du lịch của ai về vậy? Không anh gì nữa. Con anh kia trở về giùm ha. Dạ. Cảm ơn ta chưa? Cảm ơn rồi. Vậy cảm ơn lại đi. Em cảm ơn anh gì đâu mới tên luôn anh. Nó đẹp nó mới tên. Cảm ơn vậy đây anh thấy à. Cảm ơn anh nha, nãy đưa em về, cảm ơn anh nhiều nha. Ừ, vậy là có anh kia, anh quay YouTube á, anh cũng đưa về giùm. Còn đồ đạc này là mua cho anh hay là ai cho? Cái này là bác sĩ cho. À, bác sĩ cho đâu? Đâu, nghe bác sĩ cho. Ờ, bác sĩ cho. Sữa luôn hả? Dạ. Sữa. Rồi, cảm ơn bác sĩ luôn nè. Em đang cảm ơn bác sĩ cho em và rồi, nhưng mà có bác sĩ cho sữa, gạo với bánh ha. Dạ. Đó, giờ mới thấy luôn á trời. Rồi, bác sĩ lo quá luôn trời. Đi bệnh viện mà bác sĩ tặng quà ngược lại nữa. Dạ. Thêm 2 triệu nữa. Rồi cho. Ồ, thêm 2 triệu nữa hả? Y tá cho tiền nữa. Rồi như vua vậy á. Được, cảm ơn chị bác sĩ đó chưa? Không có chị bên máu cho mà đại chí nhờ ở bên gì đó gửi nhờ chị. À. Nhờ chị em. Gửi cho chị đại chí gửi ha. Thì đó nhờ có chị nhiều. Vậy là cái chị bác sĩ là có bà con ở nước ngoài gửi gì cho chị đó mới gửi lại cho chị đúng không? Dạ. À. Đấy anh em. Có coi chị Huệ, thấy chị Huệ biết hoàn cảnh đáng thương thì người ta gửi cho ha. Được, thì... cảm ơn mấy cô ở nước ngoài đó chưa? À, không biết tên rồi, cảm ơn mấy cô chứ mà không biết tên, nhớ tên. Chúc mừng. Rồi, bữa nay về tới nhà rồi, Dũng cũng có đám cơm rồi, anh ăn cơm nhà đi nghe, ăn nan được chưa? Ăn mấy ăn nổi không? Ăn nổi không nữa. Rồi mời bà xỉu không, Dũng đi nuôi nữa hay vậy? Dễ nhờ không, thể là thật. Chỉ là xỉu nhà thương rồi chứ, ở nhà xỉu lắm. Thôi, lại về đây xỉu nhõng nhẽo rồi sao? Nhõng nhẽo. Mấy người này nhớ ổng không? Không mới nhưng mà ăn ngày ba cũng làm rồi mình nhớ. Nãy à, ông xuống không nhớ. Anh Dũng ở nhà nè, nấu cơm nè, rửa chén nè. Mới quét nhà đó, quét giặt, dọn rửa giặt cho Thắm ngủ đó đó. Thấy về nhà thấy sạch sẽ không? Sạch sẽ. Nhưng mà còn ở quấy ngoài là hơi dơ đó nha. Có chị Huệ rồi, không có dọn. Ngoại mới quét con kìa, ngoại lên tiếng là ngoại mới quét đó. Tôi mới quét. Ai cũng nhìn quét. Ai cũng nhìn quét hết thì mời chừng nào ai quét được thì quét, sạch nhà mình. Thì nhà sạch mà gì, nhà sạch thì mát mà bác sạch ngon cơm. Đúng rồi. Vui rồi, cũng mừng. Cái gì khóc hả chị? Đó mà xúc đó. Động. Làm gì xúc động rồi. Dạ, chị quá nghe không? Dạ, chị. Chị quá. Dạ, khóc đi rồi. Dạ, khóc đi rồi. Sao lại nói em muốn nghe coi. Hả? Sao khóc vậy chị? Không chuyện gì. Hả? Đang nói cho chị mẹ. À. Chuyện đó đâu phải không? Đi gán đi chị ơi, mọi chuyện nó cũng sẽ qua. Này về Thắm về được nhà rồi, mừng vậy là mừng rồi. Cảm ơn cả nhà ông giờ nhiều, cả nhà chung tay góp sức lại hỗ trợ cho Thắm chị Huệ bệnh viện rồi cũng được chi phí. Em khổ nha.
tôi nghe cho nghe cho anh đó nghe cho anh ok nghe đi nghe không trời chúng sợ thắm nghe cũng buồn có nỗi đau đào như cái nỗi đau của chị Huệ đang phải chịu luôn của chú chị nè. Chị mà khóc không nên lời luôn á, thật sự luôn, thời điểm này là chị Huệ khóc không nên lời. Ẩm giờ thắm có đòi ẵm con không? Dạ, đòi gì nữa mà nghe không? Trời em nói đâu đó vậy? Nghe nhỏ mà em nói vậy mà mình đang làm gì? Thôi vậy ấy vậy mới nói cho mình ra làm mà. Giờ con ngủ nghe gì được không? Na ngủ đâu ngủ nằm như đó giờ đi ra đi vô bị xèo ngủ đâu ngủ. Không quen ha. Không quen vậy đâu, đi ra để vô quần ra rồi nằm như đó. Ừ, tại vì bệnh viện mà. Rồi có ai đi vô ra vô với chưa không? Tại vì nơi đó là nằm nhiều, chứ con ngủ gì? Nói đâu à, pha xạ pha nhi mà. Vậy. Tại vì nhiều. Ở đây. Chán chân nè. Mệt quá. Này lộn khang, tao mát không nổi rồi 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 rồi. Rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đang mới ấy về mà anh Dũng anh nằm kiểu đó rồi mệt thêm. Khỏe chưa? Ừ, khỏe nằm đi. Mệt chứ. Mập đồ quá mày ấy. Mở cái xe hả? Quá nhìn nhìn dưới đất rồi. Về rồi, vậy là mừng rồi. Thì mừng rồi. Coi chừng cái chân thẳng ra trúng đó nghe cô ơi, bà ngoại. Để vô góc đó bà ngoại. Còn gì không ta? Tự nhiên tháo ra trơn rồi chúng cái giò khóc đó đó. Không có tháo không Dũng đi vậy. Ổng đi lấy đồ anh qua hết cái xe lên. Trong xe đâu còn không? Xe hết rồi. Vậy hả? Đó gì ngoại? Không đi qua bển kìa. Thằng Vy Nhi đang ha. Chỗ du lịch biển. Du lịch biển mà. Mọi gái mà mình cho cá cái máu này hết đi. Gì chị Huệ? Nói gì vậy? Nó mẹ. Để ông má kìa ha. Cho nằm chút đi chị Huệ, em mới sắp lên sốc thuốc rồi, rồi mệt lắm á. Có hai cái máy quạt mà. Thắm nằm nghỉ khỏe nghe anh về nghe. Cảm ơn ông có. Cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh luôn, cảm ơn anh chở Thắm về. Rồi, với cảm ơn mà chị Trúc Phương bên này lo nó hỗ trợ cho em 5 triệu luôn. Đưa tay là biết cảm ơn rồi. Đưa tay đi. Rồi vậy được rồi, hồi mệt nữa đó. Rồi.